Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó là ăn hoa quả và những cái sai lầm khi mà chúng ta bổ sung hoa quả vào trong cơ thể của chúng ta như thế nào. Chúng ta đều nói với nhau là gì? Là chúng ta cần bổ sung rất là nhiều hoa quả vì hoa quả nó rất là tốt cho cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà rất là nhiều người chúng ta đang bổ sung sai về những cái hoa quả, cũng như là chúng ta đang có những cái sai lầm về một số những hoa quả, cũng như là cái tác dụng của nó khi mà chúng ta bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta. Thế thì ở trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ nói cho mọi người về những cái sai lầm để mà làm sao chúng ta tránh được những cái đấy, và giúp cho cái việc mà khi mà chúng ta bổ sung hoa quả thì nó sẽ là trở nên sẽ là tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Chào các bạn, mình là bác sĩ Ngọc, tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Mình cũng từng là giảng viên của lớp laser thẩm mỹ tại khoa dược của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái sai lầm đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng hoa quả, đó là cái cách mà chúng ta đang lựa chọn hoa quả để bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta. Rất là nhiều người chúng ta nghĩ là chúng ta cứ phải là những cái hoa quả nhập khẩu thì nó mới là tốt hơn so với những cái hoa quả ở Việt Nam của chúng ta. Nhưng thực tế nó không phải, bởi vì mỗi một hoa quả thì nó sẽ có những cái hàm lượng chất dinh dưỡng khác nhau. Có những cái loại mà ở Việt Nam chúng ta cái hàm lượng chất dinh dưỡng nó còn cao hơn so với những cái loại ở nước ngoài. Hay là chúng ta thấy là và ngay cả cái việc mà hoa quả chúng ta vẫn có thể là nhập khẩu sang những nước khác cơ mà. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là những hoa quả nhập khẩu thì nó sẽ là tốt hơn, nó đắt tiền thì nó sẽ là tốt hơn. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta dùng những cái hoa quả nhập khẩu ấy thì thường là chúng ta sẽ cần phải thứ nhất là khi mà chúng ta hái, chúng ta sẽ phải hái nó hơi xanh hơn một chút. Bởi vì chúng ta cần phải có cái thời gian bảo quản cũng như là di chuyển mà. Thì khi mà nó về với chúng ta thì nó sẽ là chín chín vừa, nó là cái nó đúng cái thời điểm để nó chín. Nên là khi mà người ta hái thì nó sẽ là hơi xanh một chút. Cái thứ hai nó là gì? Đó là người ta sẽ phải cần phải có những cái chất bảo quản để mà giúp cho cái việc mà người ta sẽ bảo quản cũng như là di chuyển về đến Việt Nam của chúng ta. Nên là chưa chắc là những cái mà nhập khẩu mà nó là tốt hơn những cái Việt Nam đâu nhá. Đơn giản những cái mà chúng ta ăn chuối hay là những cái hoa quả mà ở đất nước chúng ta nó cũng rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Thì đấy là cái đầu tiên mà rất là nhiều người chúng ta cứ nghĩ là cứ phải là đắt tiền nó mới tốt, nhưng mà thực tế nó là không phải. Cái thứ hai là gì? Đó là một số những cái hoa quả khi mà chúng ta lựa chọn ấy, đó là chúng ta lựa chọn những cái hoa quả mà trái mùa. Thường thì những cái hoa quả mà nó vào đúng mùa vụ ấy thì nó sẽ là tốt hơn so với những cái hoa quả trái mùa. Bởi vì sao? Bởi vì để mà tạo ra được những cái hoa quả mà trái mùa ấy, người ta phải cần có những cái chất kích thích để làm cho nó ra hoa vào những cái mùa trái so với cái mùa chính vụ của nó. Nên là khi mà người ta đã bổ sung những chất kích thích như thế rồi thì tất nhiên là những cái gì mà tự nhiên thì nó cũng sẽ là tốt hơn so với những cái mà chúng ta bổ sung kia. Thì ở đây thực ra là không phải là những cái mà trái mùa nó không tốt, nhưng mà theo quan điểm bác sĩ Ngọc thì những cái nào mà nó thuận theo tự nhiên thì nó vẫn là tốt hơn khi mà chúng ta bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta. Cái tiếp theo nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta bổ sung cái hoa quả vào trong cơ thể chúng ta ấy, thì thường là một người thích ăn cái gì chúng ta sẽ bổ sung một loại như thế. Nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ phải cần bổ sung rất là nhiều những cái loại hoa quả khác nhau. Bởi vì mỗi một loại nó sẽ là giúp cho chúng ta những cái vitamin hay là những cái khoáng chất khác nhau, chứ không phải là cái gì nó cũng sẽ là giống nhau cả. Mọi người nên nhớ cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta bổ sung thì chúng ta sẽ bổ sung nhiều loại. Và một số những cái trường hợp mà chúng ta sẽ lưu ý ở đây là một số những trường hợp đặc biệt. Đó là ví dụ như là nếu như mà chúng ta có những bệnh lý liên quan đến tiểu đường thì chúng ta nên hạn chế những cái hoa quả ngọt. Và một trong những cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ lên trên Google, chúng ta gõ là chỉ số GI của hoa quả. Thì những cái hoa quả nào mà có chỉ số GI thấp thì những cái đấy nó sẽ là giúp cho chúng ta dành cho những người mà bị tiểu đường, hoặc là những người mà chúng ta hạn chế cái tình trạng mà béo phì. Ăn hoa quả rất là nhiều người chúng ta đang gặp những sai lầm là như thế này. Đó là em giảm béo nên là em không ăn cơm và thay vì thế em ăn hoa quả. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn hoa quả vào rồi thì nó lại làm cho chúng ta trở nên béo hơn. Bởi vì thực tế mà cái gây ra béo của cơ thể chúng ta đó là cái tinh bột, cũng như là một số những chỉ số GI ở trong cái tinh bột đấy. Nên là cũng là ăn tinh bột, nhưng mà tinh bột nào có chỉ số GI thấp thì nó sẽ là ok. Ví dụ như chúng ta có thể là ăn hoa quả như là bơ này, cà chua này, hay là quả ớt ngọt này thì rất là ok. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn hoa quả như là mít, như là sầu riêng, như là nho thì nó chứa hàm lượng đường ở trong đấy rất là cao. Và khi mà chứa hàm lượng đường trong đấy rất là cao như thế mà khi mà chúng ta ăn vào ấy thì rất là dễ cho chúng ta béo phì, cũng như là bị những cái bệnh lý liên quan đến cái tiểu đường của chúng ta. Thì đấy là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn cái hoa quả để mà chúng ta bổ sung vào nha. Chúng ta nên nhớ ở đây là gì? Mình sẽ nhắc lại để cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ dễ nhớ. Đó là phải bổ sung nhiều loại hoa quả chứ không phải là một loại. Cái thứ hai là chưa chắc là những sản phẩm nhập khẩu nó là tốt hơn so với những sản phẩm ở Việt Nam. Và những cái sản phẩm mà chính vụ thì thường nó sẽ là ok hơn so với những cái sản phẩm mà trái vụ, bởi vì nó có nhiều những cái chất mà kích thích ở trong đấy. Ok, đấy là cái sai lầm đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn cái hoa quả của chúng ta.
Cái sai lầm thứ hai khi mà chúng ta bổ sung cái hoa quả vào trong cơ thể của chúng ta, đó là cái cách mà chúng ta ăn. Chúng ta chọn sai rồi. Bây giờ khi là chúng ta ăn, nhiều khi chúng ta cũng bị sai. Rất là nhiều người chúng ta sẽ thấy là chúng ta ăn tráng miệng, đúng không ạ? Ăn tráng miệng tức là chúng ta sẽ ăn hoa quả sau khi mà chúng ta ăn cơm xong. Và lúc này chúng ta sẽ là ăn tráng miệng. Và cái việc mà chúng ta ăn tráng miệng nó sẽ làm cho chúng ta miệng chúng ta, răng chúng ta trở nên sạch sẽ hơn. Và chúng ta thấy là cái quá trình như thế hàng ngày nó bắt đầu nó diễn ra và nó tạo ra chúng ta một cái thói quen. Đó là thường là sau khi mà ăn cơm xong thì chúng ta sẽ là ăn hoa quả. Nhưng mà không phải là cái hoa quả nào chúng ta cũng ăn sau khi mà chúng ta ăn cơm. Không phải cái nào nó cũng là tráng miệng. Vì bản chất của cái việc mà sau khi mà chúng ta ăn hoa quả nó làm cho miệng của chúng ta trở nên sạch hơn là nhờ ở trong cái hoa quả đấy nó có cái thành phần, cái hàm lượng axit cao ở trong đấy. Và khi mà cái hàm lượng axit cao trong đấy ấy, thì nó sẽ là loại bỏ những cái mảng bám, cộng với việc mà khi mà chúng ta ăn những cái hoa quả có hàm lượng axit cao thì cái nước bọt chúng ta sẽ được tiết ra nhiều hơn để nó loại bỏ những cái bám ở trên miệng của chúng ta hay là trên răng chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta sạch hơn. Nhưng mà đấy chỉ là những cái hoa quả mà nó có cái hàm lượng axit cao thôi. Ví dụ như là bưởi thì ok, rất là tốt khi mà chúng ta ăn sau khi mà ăn cơm xong. Hay là dứa, bởi vì trong dứa nó có một số những cái men như là albumin, nó giúp cho cái việc mà tiêu hóa sẽ là tốt hơn. Hay là một số những hoa quả mà có nhiều cái axit như là cam này, chanh này, những cái quả chua ấy, thì nó sẽ là chứa nhiều axit. Thì chúng ta có thể là ăn sau bữa ăn của chúng ta, nó giống như kiểu là chúng ta ăn tráng miệng. Nhưng nếu như mà chúng ta lựa chọn những cái hoa quả mà chẳng hạn như là cũng là sau khi mà chúng ta ăn cơm mà chúng ta lựa chọn những hoa quả mà nó chứa nhiều đường, như là chúng ta ăn sầu riêng này, hay là chúng ta ăn sầu riêng, hay là mít, hay là những cái quả nho, hay là những cái quả mà có nhiều đường ấy, thì nó lại không phải là cái mà chúng ta đang nói về vấn đề về tráng miệng. Bởi vì khi mà chúng ta ăn như thế nó lại cung cấp thêm một cái lượng đường rất là lớn nữa vào trong cơ thể của chúng ta, và nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng chúng ta trở nên bị béo phì hơn. Mọi người nên nhớ là những cái thực phẩm mà chứa nhiều đường như thế, đặc biệt là những người mà có bệnh lý tiểu đường ấy, thì lại là cái việc mà chúng ta ăn như thế nó lại không tốt. Là không phải cái hoa quả nào chúng ta cũng sẽ là ăn sau bữa ăn. Thế thì nhiều người chúng ta bảo thế thì bây giờ ăn trước bữa ăn thì được không, hay là chúng ta ăn bất kể lúc nào? Thế thì cũng kể ngay cả cái trước bữa ăn cũng thế. Đó là rất là nhiều những hoa quả mà chúng ta ăn trước bữa ăn, chúng ta cảm thấy là sau khi mà chúng ta ăn hoa quả xong chúng ta thấy là nó xốn xáo trong ruột, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì những cái hoa quả mà có tính axit ấy, mà chúng ta là ăn trước bữa ăn thì nó rất là dễ dẫn đến tình trạng là viêm loét dạ dày. Như là những cái hoa quả mà chúng ta ăn để tráng miệng thì lại không được ăn trước bữa ăn của chúng ta. Ví dụ như chúng ta ăn dứa hay là ăn bưởi, cam, chanh, tất cả những cái đấy mà chúng ta ăn trước khi mà chúng ta ăn cơm ấy, thì lúc đấy là dạ dày chúng ta đang còn đói và cái hàm lượng axit ở trong cái hoa quả đấy nó sẽ dễ cho làm cho chúng ta bị viêm loét dạ dày hơn. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là một số những cái hoa quả mà nó có đường, hay là những cái như là dưa hấu, hay là chúng ta có thể là ăn trước bữa ăn. Thì khi mà chúng ta ăn trước bữa ăn ấy thì nó sẽ làm cho chúng ta giảm cái cảm giác đói khi mà chúng ta ăn cơm. Nên là mọi người có thể là ăn hoa quả trước bữa ăn, một số những hoa quả, nhưng mà không, nhưng mà cái hoa quả mà không chứa nhiều axit nha. Những cái mà có vị chua ấy thì thường là nó sẽ là chứa nhiều axit. Thì khi mà chúng ta ăn hoa quả trước bữa ăn thì nó sẽ hỗ trợ trong cái việc giảm béo, bởi vì nhiều khi mà chúng ta ăn hoa quả xong ấy thì lúc mà chúng ta ăn cơm chúng ta sẽ tạo ra một cái cảm giác no của chúng ta, và chúng ta hạn chế cái việc mà nạp cái năng lượng vào trong cơ thể, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta hỗ trợ trong cái việc mà giảm cân. Nhưng mà cũng là một số những hoa quả như là bơ hay là một số dưa hấu chúng ta vẫn có thể là chúng ta ăn trước bữa ăn của chúng ta được. Thì đấy là cái thời điểm ăn của chúng ta. Cái thứ hai nữa là một số những cái sai lầm nữa mà khi mà chúng ta ăn hoa quả là gì? Đó là chúng ta thường ăn vào buổi tối. Đặc biệt đó là chúng ta ăn dưa hấu mà ăn vào buổi tối ấy, thì cái đường ở trong dưa hấu là đường fructose. Và sau khi mà chúng ta ăn xong ấy thì cái quá trình tiêu hóa nó diễn ra rất là nhanh. Và khi mà cái quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh như thế ấy, thì nó làm cho chúng ta, thứ nhất là có nhiều trường hợp nó làm cho chúng ta bị đói ấy, khi mà chúng ta nửa đêm. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là nó làm cho chúng ta, cái quá trình tiêu hóa nó làm cho chúng ta bị mất ngủ. Nên là chúng ta nếu như mà chúng ta ăn những cái hoa quả mà trước giờ đi ngủ thì chúng ta không nên ăn nó. Ví dụ như là nhiều khi mà chúng ta ăn tối muộn ấy, tầm khoảng 8 giờ chúng ta mới ăn tối xong, 8 giờ tối chúng ta mới ăn tối xong. Và lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta ăn thêm hoa quả nữa, và buổi tối hôm đấy là chúng ta cảm thấy là có rất là khó để mà chúng ta đi vào giấc ngủ. Hay là nhiều khi nó còn cồn cào vào lúc nửa đêm ấy, nó rất là đói. Thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta sẽ là lưu ý khi mà chúng ta thời điểm để mà chúng ta ăn những cái hoa quả, bởi vì nhiều khi mà chúng ta đang làm sai về những cái đấy. Và nó rõ ràng là hoa quả rất là tốt, nhưng mà chúng ta làm sai thì nó sẽ là không tốt cho cơ thể của chúng ta. Rồi, chúng ta đã có là lựa chọn hoa quả, những cái sai lầm khi mà chúng ta lựa chọn hoa quả rồi, đúng không ạ? Cái sai lầm khi mà chúng ta ăn hoa quả
Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái sai lầm nữa khi mà chúng ta sẽ là bảo quản cái hoa quả đấy. Đó là có rất là nhiều người khi mà chúng ta mua hoa quả về, trong đó thì chúng ta gọt vỏ ra và chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh và chúng ta ăn dần. Hay là khi mà chúng ta đi ra ngoài siêu thị là chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều hoa quả là người ta đã gọt trước rồi và người ta bắt đầu người ta đóng vào những cái túi của chúng ta, đúng không ạ? Người ta bắt đầu người ta cho vào những cái túi, người ta bọc vào những cái khay hay là những cái túi ni lông như thế. Và thực ra là khi mà mọi người sẽ nên nhớ là ở trong cái hoa quả chúng ta có rất là nhiều những cái vitamin ở trong đấy. Và nó sẽ được bảo vệ bởi cái vỏ ở bên ngoài. Nên là khi mà chúng ta đã gọt cái vỏ ra rồi ấy, thì nó rất là dễ bị oxy hóa. Rất là dễ bị oxy hóa. Đặc biệt là những cái hoa quả mà nó có chứa nhiều vitamin C hay là cái chất chống oxy hóa trong cái hoa quả ấy. Mà khi mà tiếp xúc với ánh sáng ngoài môi trường chúng ta này thì nó rất là dễ bị oxy hóa. Chúng ta sẽ dễ dàng thấy như là sau khi mà chúng ta ăn hoa quả như là lê này hay là táo, chúng ta gọt vỏ cho chúng ta cất. Và sau một thời gian thì bắt đầu cái quả của nó bắt đầu nó bị thâm đi, đúng không ạ? Bởi vì đấy cái quá trình oxy hóa nó đã bắt đầu nó diễn ra. Nên là chúng ta nên ăn hoa quả ngay sau khi mà chúng ta gọt ra, chúng ta sẽ nên ăn luôn. Chứ chúng ta không nên là gọt và chúng ta bảo quản rồi chúng ta để dành ở trong tủ lạnh rồi chúng ta ăn dần. Thì đấy là một số những cái lưu ý của chúng ta khi mà chúng ta ăn cái hoa quả đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là một số những cái hoa quả ấy mà cái hàm lượng vitamin ấy nó lại chứa rất là nhiều ở trong cái vỏ. Và khi mà chúng ta gọt vỏ thì nó sẽ làm mất đi cái hàm lượng vitamin đấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là ở trong ổi này, trong vỏ quả ổi chứa rất là nhiều vitamin C. Ở vỏ trong một số những quả táo, ví dụ như bác sĩ Ngọc mà ăn táo thì sẽ là không gọt vỏ mà thích là cắn cả vỏ thì nó sẽ là ok hơn. Hay là chúng ta sẽ thấy là ở trong cái vỏ, cái cùi của cái dưa hấu ấy, nó cũng rất là chứa rất là nhiều cái vitamin C của chúng ta. Và khi mà chúng ta bỏ những cái đấy đi thì nó rất là lãng phí. Hay là nhiều người nữa là chúng ta ăn hoa quả thì chúng ta nghĩ là chúng ta có thể là ép ra lấy nước để mà chúng ta uống thì nó sẽ là tốt hơn. Nhưng mà thực tế là gì? Đó là khi mà chúng ta ăn hoa quả, chúng ta bổ sung cái hoa quả ấy, thì cái hàm lượng chất dinh dưỡng của nó, ngoài cái hàm lượng vitamin thì trong cái hoa quả nó có chứa rất là nhiều cái chất xơ. Nên là nếu như mà chúng ta ép ra lấy nước ấy, thì chúng ta đã bỏ qua cái chất xơ ở trong đấy. Ví dụ như là cũng là cam, nhưng mà chúng ta ép ra uống nước cam khác so với chúng ta ăn cái múi cam. Bởi vì trong cái múi cam nó chứa nhiều cái chất xơ cho chúng ta, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta dễ dàng chúng ta tiêu hóa hơn. Thế thì ở đấy là một số những cái sai lầm khi mà chúng ta bổ sung cái hoa quả vào trong cơ thể của chúng ta. Hy vọng là mọi người xem xong cái video này thì chúng ta sẽ có được một cái kiến thức nào đấy. Nếu như mà chúng ta đã biết rồi thì cái việc mà chúng ta xem lại nó sẽ là nhắc nhở cho các bạn. Còn nếu như mà chúng ta chưa biết được những kiến thức này trước đây thì các bạn hãy làm theo những cái điều này, nó chắc chắn nó sẽ là giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe nó sẽ là tốt hơn. Bác sĩ Ngọc sẽ nhắc lại một chút nữa để mà chúng ta sẽ là nhớ lại nha. Mọi người cũng có thể là comment xuống để mà chúng ta sẽ là nhớ lại. Cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta lựa chọn cái hoa quả của chúng ta chưa chắc là hoa quả nhập khẩu nó là tốt hơn hoa quả Việt Nam. Những cái hoa quả mà trái mùa thì thường là nó có nhiều các chất kích thích hơn so với những cái hoa quả mà trúng vụ. Những cái hoa quả mà khi mà chúng ta lựa chọn thì một số những cái bệnh lý hay là tình trạng đặc biệt thì chúng ta nên lựa chọn những hoa quả mà phù hợp, như là béo, những cái người mà bị tăng cân béo thì không nên ăn những hoa quả ngọt, những người mà bị viêm loét dạ dày, bệnh dạ dày thì không nên ăn những hoa quả chua, những người tiểu đường thì cũng không nên ăn những hoa quả ngọt như thế. Thì đấy là một số những cái mà chúng ta lựa chọn. Cái sai lầm thứ hai đó là sai lầm khi mà chúng ta ăn thời điểm ăn của chúng ta. Ví dụ như là những cái quả chua thì chúng ta nên ăn sau bữa cơm, những người mà những cái quả ngọt thì chúng ta nên ăn trước, thì nó sẽ hạn chế cái việc mà tạo ra cái cảm giác thèm ăn. Khi mà chúng ta ăn quả ngọt trước ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác no, thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà bổ sung nhiều thực phẩm vào trong cơ thể chúng ta. Không nên ăn trước khi đi ngủ, thì đấy cũng là một số những cái sai lầm của chúng ta hay gặp. Và cái thứ ba đó là cái việc mà bảo quản về cái hoa quả cho chúng ta, đó là không nên gọt ra rồi bỏ vào tủ lạnh, hay là không nên là dùng những cái hoa quả mà đã gọt vỏ sẵn, bởi vì nó dễ dàng bị oxy hóa. Cái thứ hai nữa là một số những cái hoa quả mà theo kiểu mà nó chín rũ ra ấy, thì nó có diễn ra cái quá trình lên men thì nó cũng sẽ là không tốt so với những cái hoa quả chín bình thường của chúng ta. Thì đấy là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta bổ sung cái hoa quả vào trong cơ thể. Hy vọng là cái kiến thức này nó sẽ là giúp được cho các bạn một số những cái phần nào đấy. Nếu như các bạn mà thấy cái nội dung này nó hay thì hãy cho bác sĩ Ngọc một cái lượt like, và có thể là chia sẻ cái video này để cho nhiều người chúng ta có thể là biết được những kiến thức này hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.